Như tin tức Mekong trước đó có thông tin về việc xét xử 38 bị cáo liên quan đại án Việt Á. Phiên tòa làm nhiều người cảm đến sức mạnh đồng tiền, nhưng có lẽ chỉ đúng một phần. Trong số 38 bị cáo, ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, được luật sư đánh giá là rất khác biệt. Năm qua, cũng có nhiều phiên tòa mà các bị cáo để lại hình ảnh khác biệt trong lòng dư luận, tất cả gợi lên nhiều suy nghĩ. Ngày đầu tiên của năm mới 2022, ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Nhưng cũng chính hôm đó, ông nhận kèm thêm quyết định khởi tố và bị bắt tạm giam. Theo cáo buộc, ông Danh thống nhất và chỉ đạo nhân viên CDC Bình Dương ứng trước kit test của công ty Việt Á, sau đó hợp thức để Việt Á trúng thầu. Hậu quả ngân sách bị thiệt hại hơn 55 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án cho thấy, nhân viên Việt Á từng nhiều lần trực tiếp đến gặp ông Danh tại CDC Bình Dương và đưa tiền cảm ơn, nhưng ông Danh đều không nhận với lý do không muốn liên quan đến tiền bạc hoa hồng. Luật sư cho rằng cái sai của ông Danh là thay vì phản đối chủ trương, chỉ đạo của cấp trên để thực hiện cho trúng pháp luật về đấu thầu, thì lại hợp thức hóa hồ sơ để rồi dẫn tới sai phạm. Năm 2021, CDC Bình Dương sử dụng tổng số hơn 600.000 kit test, trong đó kit test của Việt Á là hơn 105.000, chiếm 17,5%. Điều này cho thấy CDC Bình Dương chủ động mua các loại kit khác có giá thành thấp hơn để giảm chi phí. Việc chọn kit test của Việt Á là do tình thế ép buộc phải làm. Một nội dung khác được luật sư nhắc tới là cựu giám đốc CDC Bình Dương không vụ lợi hay nhận bất cứ lợi ích gì. Đây là điểm khiến bị cáo Danh rất khác biệt trong vụ án này. Vậy rồi, trong số 38 bị cáo, ông Danh là người duy nhất được tòa sơ thẩm quyết định miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Năm qua, dư luận cũng xót xa cho hình ảnh đôi tay tài hoa của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Đôi tay vàng chuyên thực hiện những kỹ thuật tim mạch phức tạp, từng cứu sống hàng ngàn người, giờ lại phải nằm trong đôi còng tay lạnh lẽo. Nhưng sao tất cả, phiên tòa lại động lại nhiều điều. Khi lực lượng dẫn giải đưa ông Tuấn ra xe thùng về trại giam, bất ngờ có tiếng gọi ở phía ngoài tường rào sắt của tòa. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Bị cáo giơ cánh tay chào về phía họ. Khoảnh khắc chỉ chừng 15 giây, nhưng mọi thứ lại chưa trùng xuống. Có thể ông không rõ người gọi tên mình phía xa kia là ai, song họ lại nhớ rất rõ về ông. Tuấn Tim là cách người trong ngành gọi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Biệt danh không phải chỉ là chức danh ông từng giữ là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, mà nó còn là sự thừa nhận đôi tay vàng trong làng phẫu thuật tim. Ông từng tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học ở Pháp và từ chối lời mời ở lại công tác để về nước cống hiến. Từng giành giải nhất nhân tài đất Việt lĩnh vực y tế với đề tài can thiệp động mạch vành qua đường ống thông. Biết bao bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tài năng của ông. Tại một khai báo trong phiên tòa, ông Tuấn trình bày, năm 2017, thành phố Hà Nội có chủ trương đấu thầu tập trung. Tuy nhiên, nếu đợi đến lúc tổ chức, thì cả năm bệnh viện sẽ không có vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ đóng cửa, không thể cấp cứu chữa bệnh cho bệnh nhân. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn mức án 3 năm tù và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành bản án. Trong lá thư viết tay gửi tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, một bệnh nhân tên là Lương Minh Kỷ kể rằng mình được cấp cứu từ Hải Dương chuyển lên Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Lúc này, ông Tuấn có mặt và quyết định mổ cây tại giường bệnh, bỏ qua các thủ tục khác. Giới cựu giám đốc CDC Bình Dương cũng vậy. Trước phiên tòa, người ta xót xa cho ranh giới mong manh giữa công và tội của cả hai bị cáo. Nhưng sau cùng, tất cả đều nhẹ lòng trước một bản án nghiêm minh, thấu tình đạt lý mà hội đồng xét xử đưa ra.